Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Sáng thứ Sáu, ngày 20 tháng 9 năm 2024, từ thành phố Cần Thơ. Tôi có một ông anh ở tại Huế, tỉnh Thừa Thiên. Ông anh này hay lắm. Tin tức thời sự thế giới, nhiều khi ông anh còn nhạy hơn tôi nữa, còn biết nhiều hơn tôi nữa, nhanh hơn tôi, còn lại nhắc nhở tôi chuyện này chuyện nào. Ông anh hôm qua thôi, rất sớm, khoảng giờ này nè, thì ông anh mới nói, Hùng có biết rằng là bà Nguyễn Phương Hằng đã được trả tự do về sớm 3 tháng không? Tôi lúc đó đang loay hoay chưa có biết, tôi nói chưa, em không biết. Thì ông anh nói chứ, ôi dồi ôi, đài VOV mới loan tin đó. Thế Hùng có giữ lời đi thăm bà Nguyễn Phương Hằng như hôm trước đi tới chỗ khu Đại Nam của ông Dũng Lò Vôi, ông Huỳnh Uy Dũng á, nói rằng khi nào bà Hằng về thì Hùng tới thăm mà. Tôi thấy cũng hơi mắc cỡ, là tại vì tôi nói lúc đó là tôi tưởng là bà ấy về trong cái thời gian tôi có thể sắp xếp đi được dễ dàng. Nhưng bây giờ tôi chuẩn bị nào là việc này việc nọ, rồi chuẩn bị lên Đắk Nông, không biết làm sao đi được. Ai à, chuyện này chắc phải nhờ chú em bạn ở tại thành phố Bến Cát á, chú Sang, chị Toan giúp giùm liên lạc với ông Huỳnh Uy Dũng đi. May ra thấy rằng là có giờ thì tôi sắp xếp tôi chạy lên ngay để giữ lời hứa, tại vì ông anh ở tại Huế cứ nói rằng là không giữ lời hứa là không được đó nha. Tại sao thưa quý khán giả, ông anh này là một fan của chị Nguyễn Phương Hằng. Fan hay lắm. Cái những điều hay góp ý với tôi. Thế bây giờ tại sao bà Nguyễn Phương Hằng về sớm 3 tháng? Có phải đặc xá hay không? Hay là cái gì đó? Thì như ông anh của tôi có nói với tôi, không phải là đặc xá. Tôi xin đọc báo chính thống Việt Nam để quý khán giả cùng hiểu. Và trước tiên tôi xin chúc mừng bà Nguyễn Phương Hằng nha. Bà về là vui lắm à. Nhưng mà tôi tin rằng kỳ này bà sẽ khôn khéo hơn nhiều. Nếu mà bà làm livestream liên quan đến vấn đề xã hội và chính trị, bà cần có những người cố vấn như ông Huỳnh Uy Dũng kỳ trước đã cố vấn cho bà chính xác lắm. Nhưng bà lúc đó hăng lên, bà quên ý thức đó nên mới bị gặp nạn như thế. Nhưng đó cũng là kiếp nạn của mỗi người. Và bà từ kiếp nạn này thì tôi tin rằng đã trui rèn bà, trui rèn nhân cách của bà ngày càng sắc sảo hơn. Vàng thiệt thì cần có lửa để thanh lọc. Trước đó vài ngày thì bà Hàn Ni cũng đã được trả tự do rồi. Nhưng bây giờ tôi xin đọc báo Tuổi Trẻ. Hôm nay, tức là ngày hôm qua đó, thứ Năm ngày 19 tháng 9 đó, năm 2024, bà Nguyễn Phương Hằng ra tù do được giảm án. Bà Nguyễn Phương Hằng ra tù hôm nay do được hội đồng xét xử xét duyệt giảm án, đồng ý cho giảm án. Hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng ra khỏi tù. Ngày 19 tháng 9 trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương xác nhận thông tin bà Nguyễn Phương Hằng ra tù hôm nay do được giảm án. Theo đại diện Viện Kiểm sát, hội đồng xét xử duyệt giảm án gồm đại diện của tòa án, Viện Kiểm sát đã xét duyệt đồng ý giảm án cho hàng trăm người đang chấp hành án, trong đó có bà Nguyễn Phương Hằng. Bà Hằng còn hơn 3 tháng chấp hành án đã được xem xét giảm hết thời gian còn lại. Quyết định đã được giao cho trại giam để thực hiện. Việc bà Phương Hằng được ra tù là thực hiện theo việc xét duyệt giảm án, không phải đặc xá. Việc xét duyệt tù đề nghị của các trại giam về việc chấp hành án
Như vậy là bà được giảm án do xét duyệt của tòa án, của viện kiểm sát và của trại tù, chứ không phải là do đặc xá. Sau đó, hội đồng xét duyệt giảm án gồm tòa án, viện kiểm sát sẽ họp và xem xét giảm án. Bà Nguyễn Phương Hằng, 53 tuổi, nguyên tổng giám đốc công ty Đại Nam, được giảm án tại phiên tòa phúc thẩm diễn ra ngày 4 tháng 4 năm 2024. Bà Hằng được giảm 3 tháng tù, còn 2 năm 9 tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam ngày 24 tháng 3 năm 2022. Nếu không được giảm án hay đặc xá, tha tù trước thời hạn, thì phải tới cuối tháng 12 năm 2024, bà Hằng mới chấp hành xong mức án 2 năm 9 tháng tù. Như vậy là bà Hằng đã được trả tự do ngày hôm qua, thứ Năm 19 tháng 9 năm 2024. Một lần nữa tôi xin chúc mừng cho bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, gia đình đoàn tụ, và tôi cầu chúc cho công ty Đại Nam phát triển thành công với sự điều hành của bà Nguyễn Phương Hằng. Và trong tương lai, như tôi nói rồi, nếu bà có làm livestream thì tôi tin rằng bà kỳ này đã được chắc lọc, đã được truy luyện, thì bà sẽ livestream sắc sảo hơn, chính xác hơn, né tránh những điều mà không có lợi ích cho công ty của bà và cho bản thân. Tôi chúc cho bà thành công trong livestream, vì bà là một người có ảnh hưởng rất là lớn, cũng như bà đã làm nhiều việc có ích lợi, nhất là những việc từ thiện. Thật ra, nếu mà so những gì bà làm với những công trạng quá khứ của bà đã thi hành, tôi tin rằng công trạng đó được người dân tôn kính, ngưỡng mộ, trong đó có tôi. Nhưng khi bà đã bước vào vấn đề mà nhạy cảm khác thì tôi cũng đã cảnh báo rồi, coi chừng. Lúc đó bà hăng máu quá, ông Huỳnh Uy Dũng cảnh báo bà coi chừng, mà bà còn dám nói câu nói, chắc bà còn nhớ, ly dị hay là tách rời ông Huỳnh Uy Dũng để mà bà tiếp tục livestream, bà cũng làm. Thế bà vướng bây giờ rồi thì bà mới hiểu tại sao có những lời cảnh báo như ông Huỳnh Uy Dũng, một người kinh nghiệm đời, rất kinh nghiệm. Ông Huỳnh Uy Dũng ngoài tâm trong sáng như những bài ông nói chuyện về Phật Pháp nha, còn tầm nhìn của ông có vision, và ông trải nghiệm rất là nhiều, nên ông đã thắng giùm cho bà không nghe. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi, và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.